lúc nước mắt rơi, yêu thương dường như quá mỏi mệt, muốn khóc để giấu đi trong lòng ta bao yếu đuối. Có những lúc khó khăn, con tim dường như thấy tuyệt vọng, bỗng nhớ vẫn luôn còn gia đình. Dù cuộc sống thử thách ta thế nào, vẫn ấm áp bữa cơm cùng quây quần. Rồi từ đó bước qua những khó nhọc, tình yêu bốc nở hoa bên đời ta. Gia đình, nơi ta tìm về khi bão giông. Gia đình, vững vàng hạnh phúc xây tình yêu. Gia đình, thiêng liêng và lòng ta biết ơn. Gia đình, dịu dàng và chắp cánh ta bày xây nên những hạnh phúc. Những cái tháng phía trước xem tươi đẹp, và khi tim cho ấm áp thì cuộc sống chung quanh bông đẹp diệu kỳ. Về gia đình, nếu bữa cơm mày nấu thật là ngon tặng mình. Trong cuộc đời lắm lúc phải gặp giông bão, có thử thách nhưng nó khe làm sao. Có gia đình ủng hộ hết mình, dù cuộc sống ra sao thì gia đình là nhất. Có gia đình ủng hộ hết mình, dù cuộc sống ra sao thì gia đình là số một. Xây nên những hạnh phúc, những cái tháng phía trước sẽ tươi đẹp, và khi tim cho ấm áp thì cuộc sống chung quanh bông đẹp diệu kỳ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Trời, đi ra. Tại sao con trở lại? Mẹ. Đi đi. Không. Đi ra. Không. Mẹ ơi. Mẹ nói là con đi đi. Mẹ ơi, con không bỏ mẹ lại một mình đâu. Con sẽ ở bên cạnh mẹ, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Mẹ ơi. Không được. Mẹ lây cho con đó là sẽ chết người đó. Đi đi. Đi. Mẹ. Mẹ nói là mẹ đi ơi. Đi mà. Mẹ nói là con đi đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ đừng có đi. Trời nữa mà ơi. Mẹ. Con không sợ đâu. Mẹ bị sao quá, con sẽ ở lại đây chăm sóc cho mẹ. Con sẽ không bao giờ để mẹ một mình đâu mẹ. Con còn thằng Khiêm, rồi còn sanh con của con nữa. Con đi đi. Nhưng mà con không muốn để cho mẹ một mình như vậy được đâu. Con sẽ bên cạnh chăm sóc cho mẹ mà. Mẹ để cho con. Mẹ nói là mẹ không cần. Mẹ. Đây. Cây này nè. Con nhớ. Con gửi cho cô Đào, cô Hạ Lan, gửi cho cô Trúc. Cái này gửi Trần Khiêm. Cái này là của con. Mẹ viết thư gì vậy mẹ? Con đọc đi. Con đọc đi rồi biết. Trời ơi, cái bệnh này của mẹ con biết rồi. Không có sao đâu mà mẹ. Hồi nãy á, anh chủ nhiệm có nói với con, cái bệnh này của mẹ chỉ cần đi bệnh viện còn kịp là còn hy vọng mà mẹ. Mẹ đã nói rồi. Mẹ không đi bệnh viện. Sao vậy mẹ? Con biết là đi vô bệnh viện rồi tin tức này lan truyền ra ngoài, Rồi ảnh hưởng đến công ty, rồi đối tác người ta không làm việc, các hợp đồng là hủy bỏ hết. Như vậy là công ty của mình phá sản rồi sao? Rồi mẹ. Còn thằng Khiêm nữa. Không được mẹ. Không được. Đi. Con đi lên Đà Lạt nhanh lên đi. Không được đâu mẹ ơi. Sức khỏe là quan trọng mẹ. Sức khỏe là quan trọng nhất. Con sức khỏe là mình có tất cả mà mẹ. Con sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ. Con luôn luôn chăm sóc cho mẹ. Nha mẹ. Đi sớm còn kịp, còn cơ hội là còn hy vọng. Nha mẹ. Mẹ. Mình đi bệnh viện nha mẹ. Mình đi nha mẹ. Con năn nỉ mà. Dạ mẹ. Bác sĩ, mẹ tôi có sao không bác sĩ? Bệnh nhân có thể về nhà. Hả? Sao ạ? Chết rồi. Bác sĩ bó tay trả về nhà rồi. Bác sĩ ơi, không có được đâu bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn cứu mẹ con đi bác sĩ. Nghe tôi dặn nè, về nhà chú ý ăn uống, thích cái gì cho ăn cái đó. Đó, thấy chưa mẹ? Nghĩa là muốn ăn cái gì thì ăn, chứ để mai mốt chết cũng không ăn được. Vậy là sao bác sĩ? Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu mẹ con đi bác sĩ. Theo kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của tôi, mẹ của cô á chỉ bị bệnh trái rạ thôi. Chú ý về nhà cho nghỉ ngơi trong phòng kín, ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, uống nhiều nước và nước trái cây. Trái rạ? Ủa, bác sĩ, vậy là tôi chỉ bị trái rạ thôi chứ không phải bị cúm khỉ hả bác sĩ? Cúm khỉ là bệnh gì? Ai nói chị bị trúng khỉ? Mà làm gì có cái bệnh đó? Sao ai nói gì chị cũng tin? Kỳ cục vậy. Hả? Thằng Linh ơi. Tôi đã theo dõi một thời gian, bà Trúc không tới ngôi nhà đó. Trong thời gian đó, bà chỉ gặp những người mà tôi đưa hình cho cô xem, chứ không có chủ nhân ngôi nhà. Còn đây là hồ sơ chủ nhân ngôi nhà đó. Ông ta tên là Lê Văn Hưng, 55 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông Đại Thế Giới. Tổng giám đốc của tổng công ty là giám đốc công ty thành viên sao? Tạm thời tôi chỉ điều tra được tới đây. Còn cụ thể mối quan hệ giữa hai người như thế nào thì cho tôi một thời gian nữa. Thôi được rồi, anh cứ tiếp tục điều tra cho tôi, xem thử mối quan hệ giữa bà Trúc và ông Hưng có từ bao giờ, và xem thử bà Trúc sinh con ở bệnh viện nào. Có liên quan gì không giữa đại gia này và bà Trúc? Ngày xưa bà ta cũng rất nổi tiếng, cho nên cũng không khó tìm dấu tích đâu. Còn về tiền lo lót tìm thông tin không thành vấn đề. Quan trọng là phải có thông tin xứng đáng. Tôi là người rất sòng phẳng. Tôi làm việc với cô một thời gian, cô cứ yên tâm, tôi biết điều đó. Em đã đưa cho con món quà đó, nó rất thích. Em nói là quà từ một người bạn ở nước ngoài gửi về. À, anh yên tâm đi, bằng mọi giá em sẽ lấy hợp đồng đó về cho anh. Vậy nha anh. Ai đó? À, Ngọc nè. Có chuyện gì vậy Thục Anh? Tối nay với tối mai ở lại làm thêm nha. Cái vụ hợp đồng thiết kế công ty AB đó phải kết thúc sớm hơn dự định. Nhưng tôi có hẹn 7 giờ tối nay rồi. Hay là 9 giờ tôi quay lại công ty làm được không? Cuộc hẹn quan trọng lắm hả? Tôi đi coi phim tài liệu chuyến đi lần cuối. Giấy phim đó khó mua nên không muốn bỏ. Với lại hôm nay cũng là suất chiếu cuối rồi. Tôi nghe nói phim đó hay lắm, nhưng tiếc là không mua được vé. Thôi Ngọc cứ đi đi, nhưng mà nhớ quay lại là được. Nhất định sẽ quay lại mà. Thôi đi nha. Ngọc. Anh. hình như em có người quen làm ở rạp chiếu phim đúng không? Dạ, đúng rồi. Anh cần mua vé gì hả? Anh tính nhờ em mua giùm anh 2 vé chuyến đi lần cuối. Tại vì anh tính mời Thục Anh đi xem phim, rồi sẵn đó anh nói lời tỏ tình với Thục Anh luôn. Vé đó bây giờ hết bán rồi anh. Hết bán rồi hả? Ừ. Vậy thôi không sao đâu, để anh suy nghĩ cách khác. Thôi anh vô làm nha. Anh hả? Anh cứ giữ kế hoạch của anh đi, để em kiếm vé cho. Sao em kiếm được, phim hết bán vé rồi mà. Ừ, em sẽ kiếm cho anh. Vậy anh cảm ơn em nha. 2 vé anh đi làm đây. Em thích ý tưởng này của anh lắm. Vậy anh triển khai nha. Ừ. Vậy khi nào em cần? Khoảng 1 tuần nữa được không anh? Được. Cảm ơn anh. Đồng hồ mới nha. Một người bạn của mẹ anh ở nước ngoài tặng cho anh. Vậy hả anh? Đẹp thiệt đó. Em đã đưa quà cho con rồi, nó rất thích. Em nói là quà từ một người bạn ở nước ngoài gửi về. Hình như anh ta cũng không biết ba mình là ai. Có khi nào tổng giám đốc Hưng không? Nhưng nếu là ông ta thì anh ta đâu có cần phải làm cái chức nhỏ nhoi trong công ty này. Anh có gì muốn nói với em hả? Thục Anh, em thích đi xem phim tài liệu chuyến đi lần cuối không? Chuyến đi lần cuối? Tôi đi coi phim tài liệu chuyến đi lần cuối. Vé phim đó khó mua nên không muốn bỏ. Với lại hôm nay cũng là suất chiếu cuối rồi. Em thích lắm. Nhưng tiếc là hôm nay là buổi chiếu cuối rồi, mà vé cũng không còn nữa. Không sao, đừng lo. Chị anh có tới 2 vé suất cuối tối nay. Em có muốn đi xem cùng anh không? Vậy tối nay mình gặp nhau ở rạp phim nha anh. Vậy hẹn em tối nay nha. Dạ. Anh ơi, chìa khóa nè. Vậy trễ vậy em? Dạ, giờ này nhiều việc quá. Ủa, Thục Anh? Hả, Ngọc? Ủa, sao Thục Anh còn ở đây? Hình như suất phim là 7 giờ mà. Thôi chết, lu bu quá, tôi quên mất là có hẹn với anh Tuấn rồi. Sao giờ? Em, mình đi thôi, trễ giờ sinh nhật anh Cường rồi. Dạ. Giới thiệu với Ngọc, đây là anh Dũng, bạn trai của mình. Giới thiệu với anh, đây là Bảo Ngọc, đồng nghiệp của em. Chào em. Em dễ thương quá. Dạ, chào anh. Đi em. Vậy thôi, mình đi trước nha. Thì đi, trễ giờ rồi. Anh đi nha. Anh Tuấn, Thục Anh. Em không cần phải nói gì nữa. Thục Anh đã gọi điện thoại cho anh rồi. Khi nào con định đưa cô bạn gái Cẩm Giang của con về ra mắt ba mẹ? Về việc này con đã thất hứa với ba mẹ 3 lần rồi. Mẹ không muốn có lần thứ 4 nữa. Dạ, 1 tháng mẹ. 1 tháng? À không, 2 tháng. Sao lại 2 tháng? Cô ấy đã đi Pháp rồi mẹ. Cô ấy qua đó để học về lớp chăm sóc da. 2 tháng nữa cô ấy mới về Việt Nam mẹ. Đi Pháp học? Dạ. Khi nào cô ấy về, mẹ không cần phải hối con. Con sẽ dắt cô ấy ra mắt với mẹ. Giỏi đấy. Thôi được rồi, mẹ sẽ cho con 2 tháng. Lần này không được muộn hơn đâu nha. Dạ. Vào đi Cầm. Chuyện gì vậy? Dạ thưa cô, có một bác tên Văn ở dưới quầy tiếp tân nói là muốn gặp cô à. Cô xuống nói với bác ấy là tôi không có ở đây, tôi đi công tác rồi, lúc khác hẹn bác ấy tới. Dạ không được, bác đó đang làm ầm ở dưới, nói là muốn gặp cô cho bằng được ạ. Ủa? Cậu? Bác? Ủa? Bác... Cô Đào. Chào ông. Cô nên dạy lại đám nhân viên của mình đi. Tôi đường đường là cậu của ông chủ công ty này, vậy mà tụi nó không coi tôi ra cái gì hết. Cậu à, sao cậu đến mà không báo trước cho cháu? Lẽ ra hôm nay cháu đi công tác rồi lại không gặp được cậu đấy. Cô phải giải quyết ngay việc này cho tôi. Đuổi hết cái đám nhân viên ở dưới sảnh đi. Tụi nó dám chặn tôi lại không cho tôi lên đây. Đây là công ty của cháu tôi có quyền. Muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Tụi nó là dám cấm cản tôi. Dạ vâng, cậu cứ bình tĩnh, việc này để cháu giải quyết. Cầm. Dạ. Mời cậu ngồi ạ. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi ông. Cậu dạ. Ngồi xuống đi ạ. Mình rót nước mời ông con. Dạ. Thưa cậu, Hôm nay cậu tới gặp cháu có việc gì ạ? Đây là toàn bộ hồ sơ của 20 đứa cháu chắc họ hàng ở quê. Tụi nó vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp cũng xong hết rồi đó. Bây giờ cô bố trí công việc cho tụi nó đi. Thưa cậu, về chuyện này cháu e là khó đấy ạ. Cô Đào, khó cũng phải làm. Mẹ, ông à, ông à, ông Cầu à, nghe cậu nói đã. Ông bà xưa có câu, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Đây đường đường là công ty của gia đình chúng ta, vậy mà bắt con cháu trong nhà phải thi tuyển nhân viên đầu vào là sao? Ông Cầu à, đây là quy tắc chung của công ty rồi. Giống như con với thằng Bảo hồi xưa cũng thi tuyển vòng loại, đạt điểm mới được tuyển vào làm đó. Ủa cậu đi đâu mà? Ủa sao có chuyện gì mà cậu giận dữ dữ vậy? Thì còn việc gì nữa. Ngoài việc gửi 20 đứa cháu ở dưới quê đưa lên đây kiếm việc làm ở công ty, vậy mà cô Đào ở nhà mình làm khó làm dễ, bắt tụi nó thi tuyển đầu ra đầu vào cái gì đó. Tôi sẽ gặp cậu Hoàng để làm cho ra lẽ, chứ tôi không chấp nhận chuyện này đâu. Dạ cậu cứ bình tĩnh đi. Nhỏ Minh à, cháu cứ đi làm việc của mình đi, để chú lo vụ này cho ha. Dạ, chú giúp giùm con nha. Cậu à, cậu đừng có đi nói với anh Hoàng làm gì hết. Nếu bây giờ cậu có đi nói với anh Hoàng thì ảnh cũng sẽ nói cái chuyện này nói với chị Đào đi, rồi chị Đào quyết như thế nào thì anh sẽ quyết như vậy. Cho nên là bây giờ cậu muốn cái gì thì cậu nói với cháu để cháu giải quyết cho. Vậy bây giờ thằng Hoàng nhường hết công ty của dòng họ cho vợ nó rồi à? Cậu đi theo cháu. Cậu à, cháu nghĩ đến lúc dòng họ mình phải đoàn kết lại, không khéo mình sẽ mất hết trong tay người khác họ. Nè, đã đến lúc phải có quỷ đen, có gì báo cho cậu biết nha. Dạ. Mẹ. Trời ơi, con sao vậy? Con bị giống mẹ rồi nè. Trời ơi, thấy chưa? Dạ, mẹ đã nói với con rồi. Sao mẹ? Một mình mẹ lo được, đâu có cần thiết con phải lo cho mẹ đâu. Rồi bây giờ bị lây bệnh rồi. Trời ơi. Không có. Rồi để lây bệnh mặt mũi đầy như vậy rồi sao? Trời ơi con ơi, con sau này con còn có con có cái nữa, con mà bị như vậy là không có tốt. Sao? Trời ơi, thằng Kim nó trách mẹ chết, không có được. Anh Kim không có trách mẹ đâu, mẹ nói là không được mà. Bây giờ đi khám bệnh chưa? Đi lấy thuốc, đi lấy thuốc liền. Khoan mẹ ơi, mẹ gọi điện cho bác sĩ. Không có, từ từ mẹ. Cái này con chỉ lấy mực xanh con chấm lên thôi à. Con không bệnh gì hết trơn á. Mẹ uống thuốc kháng khuẩn virus rồi, đâu có lây cho con được nữa. Cái này á là con lấy mực xanh con chấm lên. Con sợ mẹ bị tủi thân, với lại sợ mẹ bị buồn, cho nên con chấm mực xanh lên như vậy cho giống mẹ, để cho mẹ đỡ tủi thân. Con muốn làm cho mẹ vui thôi mà, tại con thấy mẹ cứ buồn hoài. Khờ quá đi. Con cũng có năng khiếu hài dữ ha. Mẹ thấy con có năng khiếu làm diễn viên hả? Sau này lỡ như con được làm diễn viên thì sao? Anh Khiêm là đạo diễn, còn con là diễn viên. Được không mẹ? Hết biết con luôn á. Bị la khờ mà cũng cười. Không dám đâu. Con tưởng đâu là mẹ sẽ chửi con khùng, nhưng mà mẹ chỉ nói con khờ thôi, cho nên cũng còn hên. Khùng quá đi. Dạ. Thưa bà mẹ. Thưa mẹ, con mới về. Ủa em, mặt em bị gì vậy? Rồi mẹ, mẹ cũng bị luôn hả? Hai người bị gì vậy? Cúm khỉ. Cúm khỉ hả? Ừ. Ừ. Mẹ vô nghỉ đi mẹ. Mẹ lên giường nghỉ đi. Thôi được rồi, con đi ra đi. Để mẹ lây bệnh bây giờ, đi ra. Trời ơi, sao mà lây được, mẹ quên hả? Mẹ nói là đi ra. Thôi mẹ, mẹ nằm nghỉ đi. Trời nha. Ơi. Con thiệt à, con đi ra ngoài đi. Mà mẹ đó, mẹ kỳ ghê luôn. Mẹ bệnh như vậy mà không chịu gọi cho con. Mẹ phải báo cho con biết để con về chăm sóc cho mẹ chứ. Chỉ là bệnh nhẹ thôi, với lại có bé Hai chăm sóc cho mẹ rồi, nên mẹ dặn không có ai được báo cho con biết. À mẹ, mà theo con thấy hình như bé Hai cũng bị lây phải không mẹ? Trời, lây đâu mà lây. Tại vì nó sợ mẹ buồn, mẹ tủi thân, cho nên nó mới bày ra cái trò là cũng bệnh giống như mẹ. Còn nhỏ vậy chứ mà có tình có nghĩa lắm á. Ủa anh, mẹ nghỉ chưa? Hả, mẹ nghỉ rồi. Em chuẩn bị quần áo cho anh tắm rồi đó. Với lại em cũng dọn giường hết rồi. Anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nha. Em còn chút việc ở dưới bếp, em xuống nha. Nè, giờ này tối rồi mà em còn làm gì nữa. Nghỉ sớm đi. Ở dưới bếp còn nhiều việc lắm anh. Với lại em còn canh một cữ thuốc cho mẹ nữa. Mà em cũng đang theo dõi một bộ phim. Bữa nay tập cuối rồi cho nên em tính ở dưới coi hết rồi mới đi ngủ. Em thích coi phim lắm hả? Em thích lắm. Bộ phim đó hay lắm. Cô nhân vật chính đó, cô mạnh mẽ lắm anh. Cô đã đánh đấm như vậy nè, đã lắm. Hay là vậy đi, em xuống làm chuyện lặt vặt, xong lên đây ngủ rồi mình coi phim luôn. Phòng mình có tivi mà. Thôi để em ở dưới coi cho thoải mái. Tại em coi phim em hay mở lớn tiếng lắm, mà ồn ào như vậy thì làm sao anh ngủ được. Thôi anh nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm tới em đâu. Em đi xuống dưới nha. Bé Hai. Dạ. Anh cảm ơn em đã chăm sóc cho mẹ anh nghe. Đâu có gì đâu anh. Từ lúc em về đây và được mẹ chấp nhận là vợ anh, em coi mẹ anh giống như mẹ em vậy đó. Nên chuyện chăm sóc mẹ là việc em phải làm mà. Mà dạo này em thấy anh hơi ốm đó nha. Hay là sẵn em xuống dưới bếp em nấu món gì cho anh ăn nha. Thôi được rồi, anh không đói đâu. Vậy thôi anh nghỉ sớm đi, em xuống nha. Đừng thức khuya quá đó. Dạ. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em không biết nữa. Hay là hôm nay đám cưới lại mẹ mệt đúng không? Chắc là vậy. Em xin lỗi. Anh lo tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nha. Em còn chút việc ở dưới bếp, em xuống nha. Em đừng thức khuya quá đó. Dạ. Chị, em lên cục thuế nha. Đi đi em. Giá trị hợp đồng của công ty Nam Thành là 1,2 tỷ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để chị ký hợp đồng nha. Dạ. Đi đi em, cảm ơn em. Dạ. Ủa? Cô Châu, đứng dậy đi. Ra đây. Anh rớt mất đồ của cô. Ra đây. Ra đây coi. Cái gì vậy? Anh kiếm cái gì vậy? Chân cô không sao hết hả? Làm hết hồn à? Như chưa từng bị đau nha. Tôi dân sắt thép mà, mấy cái này nhầm nhò gì. Ủa? Mà rảnh quá đi đâu vậy? Thì tôi muốn... Nè, đừng có nói với tôi á là mẹ anh bắt đầu sát hạch lại cái chuyện nữ công gia chánh nội trợ của tôi nha. Tôi mệt lắm rồi đó. Thì bữa nay tôi đem cái hợp đồng qua đây cho cô coi nè. Cô cứ xem qua đi. Nếu không có gì thắc mắc á thì chúng ta sẽ ký kết với nhau. Hôm nay là ngày tốt. Cái giờ này cũng tốt nè. Ký giờ rất là tốt. Khoan, giá trị hợp đồng là 1 tỷ 200 triệu. Vậy tại sao trong đây ghi 1 tỷ 3? Tôi không có lộn đâu. Tôi thấy bây giờ nhân công của cô thường than phiền là lương thấp, rồi ăn uống thì khô khan. Với lại bây giờ giá cả thị trường thực phẩm cái gì cũng đắt đỏ hết, nên tôi đã quyết định tăng chất lượng cho bữa ăn công nhân của cô. Công nhân của cô có ăn ngon, ăn no thì mới có sức khỏe mà làm việc tốt cho cô được. Tôi nói như vậy có đúng không? Chu đáo quá ha. Nè, tôi có thêm phần phụ lục ở trang cuối đó. Cô coi đi, để tôi chỉ cho cô. Xích ra coi, làm gì vậy hả? Coi phụ lục thôi mà, cần xác gì không? Tôi biết đọc chữ, anh chỉ cần nói nó nằm ở đâu thôi. Tôi có thể lật ra tôi xem nha. Tôi sợ cô không thấy. Tôi chỉ cô cho lẹ thôi mà. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Rồi anh tính khi nào bắt đầu sửa chữa? Tôi định ngày mai sẽ ra ngoài resort. Giờ tôi muốn cô đi cùng tôi. Hả? Ừ. Ủa Châu, ba muốn đi với con. Ba muốn đi nữa. Ba. Dạ, chào bác. Dạ, chào con. Bác mới qua công ty chơi hả? Bác mới qua. Dạ, bác ngồi chơi bác. Ba đi nữa ha con. Dạ đây, ghế đây. Dạ, bác ngồi chơi đi, bác ngồi xuống chơi. Dạ. Cô Châu nè, cô vô ly nước mời bác uống đi. Cái gì vậy hả? Nè, công ty là công ty của tôi, ba cũng là ba của tôi. Làm gì nhiệt tình vậy? Tôi tưởng công ty tôi quên. Con quên, tưởng đâu công ty của con. Có gì đâu. Bác nói thiệt với con nha. Bên xây dựng á, bác có kinh nghiệm lắm. Dạ. Châu nè, ba muốn giúp cho con nha. Bác á muốn giúp cho con bác làm việc gì mà cho có ý nghĩa đó, cho con gái bác vui ha, hả con? Ba nè, ba chỉ cần ở lại đây trong trường công ty này giùm con. Mọi việc ngoài đó cứ để con lo, như vậy là đủ vui rồi. Nha ba. Nè, thiệt tình. Cô kỳ vậy? Ba của cô đã có nhà ý muốn giúp cô thì để ba của cô đi. Cô này. Bác. Sao con? Thôi bây giờ như vậy, bác cứ thu xếp công việc trong đây ổn thỏa hết đi. Rồi bác cứ ra ngoài phan rang. Rồi bác alo cho con một cái là con sẽ thu xếp một công việc ổn định cho bác. Ở ngoài đó nhiều công chuyện làm lắm. Dạ. Bảo. Dạ. Không được. Sao không được con? Nè, bác nói con nghe nè. Ba nói con nghe. Bác á, ý là ra ngoài muốn đổi gió để coi có đổi đời hay không. Chứ tuổi này sao mà xui hoài con ơi. Bác cứ yên tâm. Lần này bác gặp con á là bác sẽ hên. Vậy hả? Dạ. Anh làm như anh là thần may mắn của ba tôi vậy. Bây giờ sao? Con nói không được là không được. Anh muốn ba tôi đi đúng không? Con giữ lại hợp đồng đi. Có gì tôi sẽ xem sao nha. Thôi bác ơi, Châu không muốn bác đi vậy thôi. Bác ở nhà đi. Mà bác yên tâm đi, khi nào mà resort của con xây xong xuôi hết rồi đó, con mời bác ra ngoài chơi. Ra ngoài mình tắm biển. Châu nó không cho đi thì gió cũng không có thì đời sao đổi được con. Em rất mong là anh Hoàng giúp em sớm có được bản thiết kế. Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ làm theo hợp đồng. Chúng tôi đã nhận tiền đặt cọc ở bên cô. Làm sao chúng tôi làm sai được chứ? À chị, em nghĩ là anh Hoàng phải ít ra một lần đi tới khu dự án của em thì mới thiết kế được, phải không chị? Từ bây giờ anh Hoàng sẽ phụ trách dự án của bên cô Linh, cho nên cô Linh có gì cứ liên hệ với anh Hoàng nha. Anh Hoàng này, đúng là anh cũng phải ra để xem xét lại, nghiên cứu lại khu đất dự án của bên cô Linh chứ. Em cảm ơn chị. Mà hình như em không nghe anh Hoàng nói gì hết. Bộ ảnh không thích tham gia dự án này hả chị? À, cô Linh đừng có hiểu lầm. Thực ra là tính cách của ảnh ít nói lắm, với lại là cũng hay bị viêm họng rồi. À, thì ra là ít nói. Hèn chi những thiết kế của anh Hoàng nó ẩn chứa một cái gì đó thể hiện một cái gì đó rất có chiều sâu trong tâm hồn. Nó thể hiện qua các gam màu trong thiết kế, và qua đó người ta sẽ thấy rất là rõ cái khát khao trong tình yêu. Em nói thiệt chứ ai mà rảnh vẽ mấy cái tranh gì đâu, không có gì ra gì, màu mè thì tùm lum, nhìn không có hiểu gì hết trơn. Nhà thì không ra nhà, người thì không ra người, cảnh cũng không ra cảnh, tùm lum tà la. Cái đó gọi là nghệ thuật trừu tượng. Em muốn hiểu nó thì em phải biết về nó. Cũng như ở trong nghề kiến trúc của anh vậy, các đồng nghiệp họ nói tính tình của anh bình thường vốn là ít nói, cho nên là trong các công trình của anh nó có một cái gì đó giống như là khao khát về tình yêu. Nó thể hiện một cái gì đó rất có chiều sâu ở trong tâm hồn. Chiều sâu tâm hồn thông qua những cái gam màu của thiết kế. Gam màu thiết kế. Họ cũng cho rằng anh là một tín đồ của trừu tượng ở trong kiến trúc. Em nói vậy có đúng không chị? Thú thực là tôi chưa bao giờ nghe ai nói về chồng tôi như vậy hết á. Nhưng mà cô ấy nói vậy đúng không anh? Nếu cô Linh đã dám đặt cược vào dự án này bằng niềm tin của cô đối với tôi hứa sẽ không làm cho cô thất vọng. Điều tôi mong chờ và muốn nghe nhất là câu này. Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác trong vui vẻ. Còn bây giờ thì tôi muốn anh Hoàng đi với tôi ra khu dự án của tôi liền bây giờ, có được hay không? Dĩ nhiên, anh đi nhá. Phim này chỉ được phép tối đa 60 ngày quay, không hơn. Cho nên mọi người hãy giúp đỡ Thiện Khiêm để hoàn thành đúng thời hạn. Dạ. Chị yên tâm. Dạ. Tụi em hiểu rồi. Mọi việc cứ để chủ nhiệm lo. Dạ. Mày cứ yên tâm. Con danh chủ nhiệm và các anh em đã bàn kỹ rồi, chắc chắn sẽ kịp tiến độ. Vậy thì tốt. Còn về cúng khai mái á, thì phải làm thật nghiêm túc và thật hoành tráng nha. Chị ơi, em có ý kiến vậy. Thường là các đoàn trước mình cúng heo quay, nhưng mà đoàn này mình tiết kiệm chút đi. Mình cúng chay đi chị. Mình mua trái cây về mình cúng thôi. Chứ cúng heo quay rồi mình xả ra, ăn uống, nhậu tăng 2 tăng 3, mai không có sức đi quay. Ảnh hưởng tới công việc lắm mà chị. Tôi đồng ý với ý kiến của chú. Dạ, cúng trái cây nha chị. Dạ. Ghi vô cúng trái cây. Rồi. Dạ em biết rồi. Coi như là việc công đã xong. Bây giờ là giải quyết đến ân oán cá nhân. Ai là tác giả của hai từ cúm khỉ? Mấy vụ này anh phải không? Bảy ơi. Đây nè cô. Tại sao vậy? Dạ em đó chị. Tại em nghe bà Sáu bán cà phê, tại bà không? Bà nói em rồi em sợ quá, em mới về em tung cho mọi người biết. Vậy rồi ai tung cái tin này ra ngoài? Dạ thôi chị. Dạ em luôn. cả, vừa là tác giả vừa là đạo diễn luôn hả chị? Chị thông cảm, tại em là chủ nhiệm mà, em lo cho mọi người hơi bị quá đó, cho nên em tung tin hơi bị lố, rồi mọi người nghe mọi người tưởng thiệt, cho nên mọi người nghĩ đẹp mặt quá ha. Tuổi gì? Chú á, chỉ có một mình chú thôi mà hơn cả một bầy vịt. Cười gì mà cười hoài á? Tưởng anh không đến. Nếu không tới thì làm sao dạy bản thiết kế cho cô được? Sao hôm nay cách xưng hô của anh nghe lão quá vậy? Chứ cô muốn nói chuyện sao? Lúc trước á, chị hay cưng ơi, em yêu. Em còn quá trời tin nhắn của anh nhắn cho em trong điện thoại nè. Để em lấy tin nhắn cho anh coi nha. Tôi đã đưa cho cô 2 tỷ rồi. Cô đừng tạo áp lực cho tôi nữa. Tôi chỉ mong dự án này xong sớm để đường ai nấy đi. Cô hãy để cho tôi sống bình yên như trước kia, tập trung cho công việc, không phải nơm nớp lo sợ bị cô làm phiền nữa. Ok, thống nhất vậy đi. Anh quan sát khu đất này đi. Đây là khu đất mà anh sẽ xây dựng, khai thác như thế nào để sinh lợi, để em và con em có một cuộc sống tốt hơn. À không, mà là con của chúng ta. Em muốn xây dựng một khởi đầu tốt đẹp cho tương lai tươi sáng của con chúng mình. Sao anh không trả lời? Câu trả lời nằm trong bản thiết kế. Rồi mình sẽ vào, mình sẽ có rất nhiều tiền từ dự án này. Nếu mà như vậy, mẹ sẽ cho con 1 tháng để con tự tiếp cận Thục Anh. 1 tháng sau, con phải đưa Thục Anh về nhà ăn cơm với mẹ, với tư cách là bạn gái. Còn bây giờ, con muốn đi đâu thì đi đi. Sao mẹ vô lý vậy? Từ khi nào con cái tưởng chống đối mẹ vậy? Sao? Dạ, dạ cháu chào cô. Cháu có gì để giải thích với cô? Nếu cháu muốn giải thích, cô sẽ nghe. Thực ra thì cháu xin lỗi cô. Cháu là em gái của anh Cường, chứ không phải bạn gái của anh Minh. Tôi nghe nói Thục Anh hiện nay có điều ba mẹ nó sắp phá sản rồi, mà sao nó vẫn ung dung như vậy, hay thiệt luôn á. Hả? Cái gì? Phá sản? Ừ. Nè, bà nói vợ với tôi hả? Ba má đi giàu như vậy làm sao mà phá sản được? Ba nó chơi chứng khoán, mua sạch rồi. Vậy mà nó vẫn cố tạo ra vẻ là con của gia đình giàu có. Cô định mà nếu mà chị ba mẹ con đầu tiên là thật sự sẽ góp vốn với ba mẹ con. Thật ra cô không nghĩ cho công ty bán như mà cháu cũng đủ rồi. Bây giờ cô cũng cần làm chủ. Thực ra tôi đã ký hợp đồng với một đối tác lớn ủng hộ, cho nên đề nghị góp tiền không có thể băn khoăn về đối tác cũ. Nhưng mà theo ý kiến của tôi thì tôi vẫn chờ cái ý kiến của anh trai của tôi, ông Hoàng. Tôi có việc hỏi ý kiến anh Hoàng.